Hôm nay là có bài báo rất là hay chia sẻ mọi người nha. Cái chủ đề là Khánh Hòa tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Thì năm 2023 hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh Khánh Hòa tăng từ 4% lên 2 đến 27% đối với các loại đất. Đó thì sáng ngày 13 tháng 12 năm 2022, đó, cách đây khoảng mấy ngày đó, thì thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 2022 để xem xét cho ý kiến đối với phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thì theo Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thì thời gian qua tình hình đầu tư công trên địa bàn đang có nhiều tín hiệu tích cực, tỷ lệ giải ngân tăng cao. Kết quả điều tra khảo sát các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường từ tháng 12 năm 21 đến tháng 8 năm 22 cho thấy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều biến động, tập trung tại một số địa phương như Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn và chủ yếu phổ biến nhất là đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư. Thì trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án hệ số điều chỉnh giá năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình theo hướng tăng so với năm 2022. Cụ thể, đối với những loại đất nông nghiệp ấy, thì tăng từ 7% cho đến 13% đối với các địa bàn, các phường, thị trấn và tăng từ 8% đến 27% đối với địa bàn các xã. Đối với đất phi nông nghiệp, đất ở tại đô thị thì tăng từ 4% đến 16%. Đất ở tại nông thôn tăng từ 5% đến 25%. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng từ 7% đến 18%. Đất thương mại dịch vụ phi nông nghiệp tăng từ 7% đến 18%. Việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương. Thì ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết ngay sau phiên họp, Ủy ban tỉnh sẽ sớm hoàn chỉnh và ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trước đó, tháng 5 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định một hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Quyết định đó có hiệu lực từ tháng 30 tháng 5 2022. Theo đó, giá đất 2022 sẽ được tính bằng cách lấy bảng giá đất năm 2020 năm 24 nhân với hệ số giá đất mới. Hệ số giá đất năm nông nghiệp năm 2022 của tỉnh vẫn giữ nguyên so với năm 2021, còn đất phi nông nghiệp tăng từ 5 đến 25%. Trong đó, loại đất ở đô thị tại thành phố Nha Trang, vị trí 1 của đường Trần Phú, tính từ Nam cầu Trần Phú cho đến đường Hoàng Diệu, có mức tăng cao nhất là 3,6 lần, năm 2021 là 3 lần. Vị trí còn lại của các loại đường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tăng 2,4 đến 3 lần. Đất ở đô thị thành phố Cam Ranh, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, có hệ số là 1,9 lần, các cực vác từ 1,3 đến 1,8 lần. Đối với đất ở nông thôn và ven trục giao thông chính, các xã thuộc thành phố Nha Trang thì có hệ số điều chỉnh giá đất là 2 lần. Các thôn xã miền núi đồng bằng của thành phố Cam Ranh có hệ số 1,5 lần, còn lại dao động từ 1,1 đến 1,4 lần. Đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất ở thành phố Nha Trang có mức từ 1,8 đến 2,8 lần trừ các đảo. Vị trí số 1 đường Nhân Phú tiếp tục có hệ số cao nhất, các địa phương khác từ 1,1 đến 1,5 lần. Đất thương mại dịch vụ tại nông thôn và ven trục giao thông chính thuộc các xã của thành phố Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần. Tại khu tái định cư thuộc địa bàn các xã thành phố Nha Trang là 1,6 lần, các địa phương khác đa số là 1,1 lần. Đấy. Thì đối với đất nông nghiệp, hệ số cao nhất ở các phường thành phố Nha Trang với mức 1,6 lần, riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên là 1,2 lần. Đối với thị trấn Diên Khánh, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,4 lần. Các xã phường thị trấn còn lại hệ số dao động từ 1,1 đến 1,3 lần. Đấy. Thì theo quyết định về việc ban hành quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, giai đoạn từ 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với đất ở tại thành phố Nha Trang, giá tối đa là 27 triệu đồng mét vuông, tối thiểu là 400.000 đồng mét vuông. Cam Ranh cao nhất là 3,9 triệu đồng mét vuông, thấp nhất là 299.000 đồng mét vuông. Thị xã Ninh Hòa cao nhất là 3,9 triệu đồng mét vuông, thấp nhất là 156.000 đồng mét vuông. Đối với các huyện như Vạn Ninh thì cao nhất là 3,1 triệu đồng mét vuông, thấp nhất là 169.000. Diên Khánh là 3,38 triệu, thấp nhất là 156.000 đồng. Cam Lâm cao nhất là 2,21 triệu đồng, thấp nhất là 130.000 đồng. Giá đất thương mại dịch vụ được tính theo vị trí, loại đường, hệ số như giá đất ở và bằng 80% cùng vị trí nhưng không dưới khung giá tối thiểu quy định đó. Đây là những hệ số đóng thuế cả nhà, đóng thuế đất đấy, thuế chuyển nhượng, thuế mua bán hoặc là đấy, hoặc là chuyển mục đích đấy. Đây một thông tin khá là hay đó, để mọi người quan sát và nắm bắt được tình hình để chúng ta mua bán chuyển nhượng khai cái mức giá cho được hợp lý và đúng với nhà nước đưa ra cả nhà nhé.
Cái nhà thấy hay thì chia sẻ Hoàng Giang và cho nhau một like clip này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.